Chương trình Đồng Nai ngày mới sáng nay tiếp tục với các tin tức thời sự khác vừa diễn ra trong tỉnh Đồng Nai. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Văn Phi vừa chủ trì buổi tiếp công dân Phạm Thị Xuân ở ấp Bình Thạch, xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu. Theo đơn trình bày của bà Phạm Thị Xuân, gia đình bà có tổng diện tích đất thu hồi thực hiện dự án nạo vét rạch mọi tại xã Tân Bình và xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu là 694 m². Trong đó bà đã nhận tiền bồi thường đối với phần diện tích 181 m². Phần diện tích còn lại là 513 m², bà đề nghị được bồi thường bằng đất. Sau khi nghe công dân trình bày và ý kiến của các sở ngành, đơn vị có liên quan và xem xét các hồ sơ tài liệu có liên quan, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Văn Phi chấp thuận chủ trương cho Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Cửu lập phương án bồi thường bằng đất cho hộ bà Phạm Thị Xuân đối với diện tích 513 m² đất chưa được phê duyệt bồi thường. Bà Xuân sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính phần chênh lệch khi được bồi thường bằng đất nếu có. Lãnh đạo tỉnh giao Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Cửu và Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh xem xét các quy định pháp luật về đất đai, căn cứ tình hình thực tế của địa phương, nhu cầu sử dụng đất của công dân bị ảnh hưởng, xử lý nội dung kiến nghị của công dân theo đúng quy định pháp luật, yêu cầu các cơ quan đơn vị khẩn trương thực hiện và báo cáo kết quả đến Ủy ban Nhân dân tỉnh trong tháng 9 năm nay.